Hello, em mình xin mến chào các bạn. Hôm nay là em mình sẽ chia sẻ cái mẫu vẽ này cho các bạn. Cái mẫu này là em mình đã vẽ xong rồi nè. Một ngón bên đây em mình vẽ trước, còn bên đây bây giờ em mình sẽ vẽ để chia sẻ với các bạn ha. Em mình dùng màu trắng thường nha các bạn. Đây, bây giờ em mình sẽ bắt từng nhánh kéo vô nè. Đây, em mình đặt ngay đây là mình kéo vô nè, các bạn thấy cái nhánh nó dài thấy không? Một nhánh nè, đây cũng vậy, em mình hạ thấp xuống chút kéo vô. Ở đây cũng vậy. Các bạn thấy không? Đó, là em mì những cái cánh này nó hơi rời nhau chứ nó đừng có dính nhau nha các bạn. Đó, cái cánh cuối cùng nè, các bạn thấy rất là đơn giản. Còn ở bên đây á, thì em mì sẽ vẽ cái lai nè, cái lai trắng ha. Đó, còn ở đây là mình sẽ vẽ thêm một cái lai trắng từ bên đây qua bên đây nè. Các bạn thấy không? Tại vì cô khách không có muốn là vẽ hai cái băm thì vẽ một cái băm thôi. Rồi bây giờ cái khoảng trắng này nè, đây mình sẽ tô cái màu kim tuyến vô đây nha các bạn. Các bạn muốn kim tuyến hay là gắn đây mình hay là mình chấm những cái chấm màu vàng thì tùy theo thôi, nó cũng ra cái băm. Rồi bây giờ em mình sẽ dùng cái kim tuyến này lấy hai đặc đặc một tí cho nó đầu kim tuyến nè, các bạn thấy mình chấm nè, em mình chấm khoảng cách của những cái lai trắng này nè, các bạn thấy không? Đó, em mình đã hoàn thành xong hai cái móng chân này, vậy em mình để cho các bạn coi nè. Đó là hai cái chân nó đối chiếu với nhau, các bạn thấy không? Bữa nay lại em mình chia sẻ cái mẫu vẽ cho chân mùa hè rất là đơn giản. Các bạn có thể thế màu trắng với bất cứ màu nào cũng được. Và các bạn muốn dùng màu treo hay màu thường tùy theo các bạn thôi. Cái màu treo vẽ cũng được, màu thường vẽ cũng được. Bây giờ là cái bước cuối cùng là em mình sẽ bỏ thớp treo lên nha các bạn. Em mình sẽ bỏ thớp treo lên cho cái móng của cô khách này nè. Là em mình cho hơn 30 giây nữa là em mình đã hoàn thành cái hai ngón vẽ của khách này, là cực kỳ đơn giản luôn. Tại vì cái nền màu đen nên em mình chọn cái vẽ hoa màu trắng cho cậu. Còn cái hoa mà bự hay là nhỏ là tùy theo cái móng của khách mà mình có thể xây chuyển nha các bạn. Không nhất thiết lúc nào cũng phải vẽ cái bông nó thiệt là bự như vậy. Đó, mẫu vẽ đơn giản các bạn thấy không? Khi mà em mình bỏ cái thép treo lên nữa, em mình cho hơn 60 giây là em mình đã hoàn thành xong bộ móng của cô này. Hôm nay là chia sẻ với các bạn một mẫu vẽ cực kỳ dễ, cực kỳ đơn giản cho mùa xuân và mùa hè nha. Bây giờ em mình xin tạm biệt các bạn. Trước khi chào các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ em mình nha, để không bỏ lỡ những video mới nhất của em mình nha các bạn. Chúc các bạn một ngày bình an và vui vẻ. Em mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn.